mặc dù thông tin Nguyễn Thị Loan sẽ là đại diện của Việt Nam đi thi của thi Hoa hậu Thế giới 2014 đã được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi Miss World vào ngày 24 tháng 9 vừa qua nhưng cho đến thời điểm này thì cô vẫn chưa được cục nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép dự thi và đây rất có thể là sẽ là một trường hợp người đẹp dự thi sắc đẹp chui khác. Ngày 24 tháng 9, trang web của tổ chức Hoa hậu Thế giới Miss World đã đăng tải hình và thông tin chính thức của Nguyễn Thị Loan đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2014. Trước đó, ngày 10 tháng 9, chuyên trang sắc đẹp Missology đã đăng tải hình ảnh người đẹp Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm này, cục nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Nguyễn Thị Loan vẫn chưa được đơn vị này cấp giấy phép để đi dự thi. Đại diện cơ quan duy nhất được quyền cấp phép cũng cho biết chưa nhận được hồ sơ đề cử từ phía đơn vị Elite Việt Nam. Ngay cả sau khi nhận được hồ sơ, Cục phải xem xét thí sinh có đủ điều kiện đi thi hay không rồi mới quyết định cấp phép. Vì vậy, dù trang Miss World có đăng tải hình ảnh của Nguyễn Thị Loan và người đẹp vẫn tham dự mà chưa có cấp phép của Cục nghệ thuật biểu diễn thì cũng đồng nghĩa với việc Hoa hậu này tham dự thi chui. Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, cao 1m76, nặng 58kg với số đo 3 vòng 90-63-93. Cô từng là ứng viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu Việt Nam 2010. Tuy nhiên, người đẹp đã tuột mất vinh quang vì lỗi nói ngọng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết và chỉ giành giải phụ Hoa hậu biển.